Hello xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Một buổi sáng ở ngôi nhà rất là đẹp. Hồi nãy mình xé nháp mình làm lại. <laughs> xin lỗi anh chị các bạn nha. Cái like nãy mình bỏ tại mình quay mình quay chúng cái cây bạn số xe của mình. <laughs> Cho nên mình phải xé mình bỏ mình làm lại. Hy vọng không ai chụp, không có bị chụp cây mai đẹp quá. <laughs> Một buổi sáng ở quê nhà phải nói là rất là đẹp anh chị các bạn mùa xuân sắp tới một cái không khí ở vùng ngoại ô của thành phố mỹ tho rất là đẹp phải nói là yên tĩnh và cuộc sống rất là yên bình mình về quê hương mình thấy cái cuộc sống về mình thương cho những người bỏ quê hương tổ quốc ra đi đi tìm vùng đất hứa và ngày hôm nay cũng có những con người họ đang sống rất là ảo tưởng Họ nghĩ rằng họ sẽ lên mạng họ sẽ đấu tranh đòi những cái quyền này quyền nọ nhưng thật sự ra họ đang sống trong một đất nước việt nam thừa hết tất cả tôi nói chị các bạn về nhân quyền tự do dân chủ về mọi thứ đó, việt nam thừa với kinh nghiệm bản thân của tôi sống ở mỹ hơn 30 năm trời tôi nói chị bạn việt nam có thừa hết cho nên anh em chúng ta lên trên mạng này chúng ta phải chứng minh cho cộng đồng thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước đang được một chính quyền bảo vệ cuộc sống người dân rất là tốt và thực thi những cái quyền làm người và tự do trên mọi mặt hết. Tại sao tôi nói lên những điều này? Các bạn thấy trong nước hiện nay có những nhóm, những cái người, những cái thanh niên bị những cái thành phần như bọn Việt Tân hay những cái đám mà chống phá đất nước. Nó, 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 nó xuyên tạc và nó lôi kéo, nó dụ dỗ, nó, nó mị dân và nó tìm cách nó, nó 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 kéo những cái em này về với nó để đặng mà nó xiên tạc chống phá đất nước. chẳng hạn như các bạn thấy cái cái em mà có cái tên là phạm văn bubi <laughs> một cái tên tôi nói chỉ qua một cái tên rất là lạ. tôi không hiểu tại sao cha mẹ sinh ra một đứa con mà lại đặt một cái tên như vậy. tại sao mình không đặt một cái tên nào cho nó nó phù hợp với một cái cái bản tính uh tự nhiên và một cái cái gì nó nó hay chứ bubi nguyễn phạm văn bubi <laughs> mà tôi thấy cái em này đeo cái kính tôi không biết có cận hay không nữa cho nên anh chị các bạn đừng có nghĩ là thằng nào nó đeo kính cận thằng đó cũng phải là trí thức hay là ghê gớm lắm chưa chắc đâu nha giống như tôi và các bạn thấy nhiều khi các bạn thấy tôi đeo kính cận năm năm độ mấy vậy chứ tôi cũng không là thằng cụ lận thôi chỉ là một tên nông dân bình thường thôi chỉ mình mình biết tận dụng cái 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 sự hiểu biết của mình để mình 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 đứng trên đôi chân của mình và mình vươn lên thôi tôi thấy các em này đang sống trong một sự ảo tưởng lên mạng xuyên tạc về về những cái uh, cuộc sống xã hội của quê hương đất nước ngay cả đại hội đảng của việt nam vậy các em này chưa có hiểu được về những cái đường lối chính trị của thế giới nói nói chung và việt nam nói riêng chỉ bị một số những thành phần như bọn việt tăng hay những cái đám mà chống phá đất nước ở hải ngoại nó nhồi trong đầu óc rồi kiếm được một chút uh, uh, tiền của hay tụi nó cho hay là kiếm được một số những cái mà hư ảo bởi vì các bạn biết ngựa đo ngựa non thì háo đá cho nên nó cho em này đang lên trên mây bởi vì tại sao tôi chia sẻ về cái em Phạm Văn Bubi này? Bởi vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều trên những cái không gian mạng của những cái thời gian đầu như là Yahoo 360 và thó các bạn biết có một số rất nhiều các em các em trẻ trong nước. Bởi vì những cái thời kỳ đó các anh, anh chị các bạn đã nhớ gì? Cái cái internet của Việt Nam mình lúc đó mình chưa có phát triển mạnh như bây giờ. Việt Nam mình xài sử dụng đại đa số các em đi đi vào gọi là những cái quán internet hồi đó cái thời kỳ đó tôi còn nhớ tôi về tôi về năm 90 93 mà tôi đã về Việt Nam vào những năm 93 lần tôi nhìn tôi thấy và bắt đầu Việt Nam bắt đầu có những cái sau này á, là có những cái quán gọi là internet các em vào trong đó vùi đầu trong đó vùi đầu trong những cái quán mà 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 internet ở Việt Nam đó chị quản ngày đêm tôi vào trong đó thấy ngày đêm tối phía cũng chui ở trong đó ngủ chắc chắn đêm trong đó luôn mà mê trong đó cho nên những cái tụi mà như Việt tăng hay như dịch tăng đồ đó mấy cái đá mà cờ vàng cờ xí bên mỹ đó nó lợi dụng những cái cơ hội này nha các bạn nó vào đó nó móc nối nó móc nối tại vì các em nghiền 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 mạng rồi vô đó chơi game rồi nó cho anh chút tiền chơi game bắt đầu nó dụ đó, các bạn không biết nó dụ nó dụ lên những cái trang mạng như thao thoát đồ khủng khiếp lắm tôi nói vậy mà khi mà Facebook chưa chưa có ra đời mà sau này chưa có chưa có mà live stream rồi đó là Facebook lúc đó chỉ để uh, gọi là chia sẻ thông tin với nhau chút đỉnh thôi sau này nó có live stream và về cái mặt kỹ thuật của nó cao lên rồi đó thì cái tụ chống cộng ở bên Mỹ nó lại dồn về dồn sức ngược về về Facebook và nó buông thao thoát cho nên cái cái mạng mà chống phá Việt Nam mà trên phao thoát các bạn biết nó có trên cả ngàn diễn đàn chống phá trên đó rất là khủng khiếp và tinh vi tôi nhớ có lần tôi đi Việt Nam tôi làm mất cái hộ chiếu và tôi đi lên thành phố Hồ Chí Minh có một mình thôi và tôi không có giấy tờ cho tôi thuê khách sạn không được cho nên tôi tìm cái quán cái quán quán internet đó tôi vào trong đó tôi ngồi trong đó tôi tôi ngủ trong đó luôn thành ra tôi thấy được những cái kinh nghiệm của tôi những cái đứa trẻ mà nó vào trong mạng chị các bạn nó bị xa đỏ vào trong đó và những cái thành phần chống phá đất nước ở hải ngoại tụi nó lợi dụng cái cơ hội sơ hở pháp luật lỏng lẻo về vấn đề bảo quản bảo vệ cái 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 không gian mạng cho nên nó lợi dụng nó tuyên truyền thì cái em phạm văn bubi này cũng là một một phần tử trong đây tôi nhìn thấy rất là buồn cười em bài những cái trò nó rất là hư cấu nó không có sự thật khi tôi vào cái trang mạng của em đấy em lập lên một cái trang facebook riêng và cố gắng và ra mà đó để xuyên tạc cho nên anh chị các bạn là những người hiểu biết khi mình cần phải so sánh mình cần phải tìm hiểu những cái thông tin đâu là thật đâu là giả nhiều khi các bạn lên mạng các bạn nghe ô đài bbc hay là những cái trang mạng của dịch tăng độ này ghê gớm lắm thật sự những cái thứ đó là nó chỉ tiên truyền những cái sự giả dối bởi vì khi mà tôi tham gia vào những cái diễn đàn mà chống phá đất nước đó tôi đưa ra những cái link những cái tin tức nó bằng tiếng anh nó rất là rõ ràng và thực tế mà những cái người chuyên gia chính trị gia kinh tế gia người ta đưa ra rất là rõ ràng cho nên cái tuổi chống phá đất nước các bạn biết nó rất là sợ khi những cái tin thật như vậy. Khi mà đánh trúng vào những cái điều đó nó sợ mất đi những cái bát cơm của nó. Tại vì tụi nó là những thành phần buôn chính trị. Các bạn biết cho nên nó lợi dụng những những cái em như là Phạm Văn Bubi này lên trên mạng. Các bạn thấy một cái người mà yêu nước thật sự đi làm chính trị cũng vậy phải có tâm, có tầm và có cái sự hiểu biết không những thế mình cần phải có một cái sự tài chánh ổn định để đặng khi mình bước vào con đường chính trị mình không bị sa ngã mình không bị cám dỗ mình không bị người ta lợi dụng còn những cái em như phạm văn bubi này các bạn thấy chỉ vì đồng tiền chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà lên trên mạng được những cái thành phần như dịch tăng hay những cái đám mà chống phá cờ vàng ở hai ngoại nó 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 tiên truyền vào trong đầu uh, đi theo nó để được những cái lợi nhuận này lợi nhuận nọ và nó 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 nó, nó nhét vào trong đầu bởi các bạn thấy những cái đứa này nó sẽ không bao giờ nó học lên người các bạn nhìn thấy nó mang cái kiến cần tôi không biết nó có cần thiệt không không biết nó có cần cần bằng cỡ tôi không tôi không biết tôi thì năm độ gửi năm độ chính rồi đó <laughs> buông kiến ra là, là tôi không thấy đường thành à, ra à, tôi 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 thấy cái này nó rất là buồn cười về cái em phạm băng bubi này cái sự quan tưởng và sống ảo tưởng của em đó bởi vì các bạn thấy những người mà như em phạm băng bubi là một cái binh chứng rõ ràng như vậy và nhìn về những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước khi mà nó lên mạng nó hô hào ở ở Việt Nam nó hô hào nó chống ghê gớm lắm khi mà nó 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 được cái vé mà đi qua Mỹ hay là đi qua Châu Âu các bạn thấy thằng nào nấy ngồi khóc ròng rã thằng nào nấy im họng hết thằng nào nấy cứng họng hết tại vì qua bên đó cái cuộc sống cái thứ mà dân chủ cái thứ mà tự do nhân quyền nhân bản nó không phải như vậy nó không như một cái bánh vẽ mà mình tưởng tượng nó không giống như vậy nữa qua đó rồi hỡi ơi cái đường đời các bạn thấy tạ phong tần điếu cày cù quý hà vũ bùi thị bùi thị kim thành rồi phạm văn đài nguyễn văn đài gì tôi bên rồi biết bao nhiêu các bạn thấy giờ này như thế nào rồi những cái nhóm mà chống cộng bờ hồ cũng có đứa đi qua mỹ giờ phải đi rửa chén giờ phải đi sống cuộc sống mưu sinh khi nó bước vào một cái cuộc sống thực sự ở cái đất mỹ tôi nói ở cái đất mỹ riêng cái đất mỹ đó đó thì té lửa ra ngay cả con nhỏ mà nguyễn ngọc như quỳnh mà có cái biệt danh là mẹ nắm mẹ mắm gì đó các bạn thấy qua tới Mỹ là hỡi ơi cái đường đời nó không như mình mong muốn nữa và trong khi đó những thành phần này nó đang ở trong nước nó đang có thừa hưởng cái tự do nhân nhân quyền và ngôn luận một cách thừa, thừa luôn, chẳng ai bắt, chẳng ai đụng tới nó. Tôi thấy có một số em cảm thấy bức xúc về những cái phát biểu của nó. Ô, cho mày, mày ra là gặp sẽ bị do mày công an cầm đầu. Nhà nước Việt Nam mình rất là tự do anh chị các bạn. Không có phải giống như Mỹ. Các bạn thấy Mỹ mà đi những cái người dân mà xâm hại đến, ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia, tôi nói như là Snowden Edward. Các bạn thấy không? Snowden Edward khi khi mà xâm hại đến an ninh quốc gia làm uh, thì ông bầu ba mà ông tước cả quốc tịch nhỏ chạy phải tị nạn sang nga các bạn thấy những cái chuyện đời nó chớ chiêu như vậy ngay cả uh, uh, menin Bradley là một uh, là một trung sĩ là tôi uh, nhớ là một binh nhất của của quân đội mỹ khi em này cũng bức xúc và tiết lộ một số cái thông tin mà chính phủ mỹ không có là không có làm một cách Ờ, đúng đắn về vấn đề gọi là nhân quyền và tự do của người dân thì em này cũng bị bắt các bạn biết hả bắt bỏ tù ông bồn bò mà kết án nhỏ 35 năm thằng nhỏ vô đó thằng nhỏ bị gói loạn tinh thần các bạn biết vào trong tù mà tụi mỹ đó tuổi mà bên cia tuổi mà bên mật vụ mỹ đó, nó đập nó tra tấn một cách thằng nhỏ chịu không nổi rồi từ một cái người thanh niên các bạn biết nó chuyển thể thành phụ nữ luôn <laughs> bây giờ bây giờ nó chuyển hệ thành phụ nữ luôn rồi các bạn khốn khủng khiếp như vậy nó bị rối loạn bởi vậy tôi nói chỉ vào nói về vấn đề mà khi mà tù nhân lương tâm mà chính trị của mỹ đừng có nghĩ là là nó tha đâu nha chàng đặc ơi các bạn biết những cái tra tấn của nó các bạn xem cái cuốn phim là The Dark Knight đó đó là một cuốn phim dựa trên sự thật mà khi những người mà tù mà gọi là Tù, tù chính trị hay là tù uh, tù binh đó cái trại giam ở bên uh, ở bên Iraq cái nhà tù ở bên Iraq chứ là cái nhà tù ở bên Guantanamo ở bên Cuba đó mà Mỹ nó thuê cái cái đảo á các bạn biết nó trà tấn nó cho đi tàu bay cho ơi vô đó là từ chịu không nổi là khai khai hết rồi các bạn biết nó da dạ man lắm đó là một cái phim mà nó nó dựa trên sự thật các bạn coi những cái đó các bạn sẽ thấy rằng đâu phải là, là, nghĩ là mỹ cái gì nó cũng nó chỉ là bên ngoài thôi nhưng mà khi mình hiểu về sự thật của nó nó khủng khiếp lắm cho nên anh chị các bạn về mọi chúng ta có được một cái cuộc sống ở quê nhà được yên bình như thế này cành hoa mai đang đang nở đây là một cành hoa mai tứ quý mình mới trồng hôm qua bữa nay đã hoa đẹp như thế này các bạn thấy không mùa xuân đang về trên quê hương đất nước việt nam mà biết bao nhiêu người đã hy sinh và nằm xuống cho chúng ta có được ngày hôm nay có được những mùa xuân yên bình như thế này chúng ta cần phải trân trọng và quý trọng nó phải bảo vệ nó chúng ta bảo vệ cái thể chế này không phải vì chúng ta được cái này được cái kia mà chúng ta uống nước phải nhớ nguồn phải nhớ những người đã nằm xuống máu của họ đã đổ nhuộm cả cái quê hương này chúng ta phải bảo vệ phải bảo vệ lấy anh chị các bạn bảo vệ cái thể chế này là trách nhiệm là bổn phận của mỗi một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những người yêu nước chân chính. Chúng ta lên đây chúng ta không hội nhóm, không không có hội nhóm con gì hết đó. Hội nhóm tự phát Chỉ đó là chỉ là những cá nhân của họ. Chúng ta lên đây chỉ dưới ngọn cờ đỏ sao vàng và dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam chúng ta quyết tiến tới sống đúng theo pháp luật và thượng tôn pháp luật mà làm là mình là một công dân tốt, mình là một người có hữu ích cho xã hội. Chứ đừng có lên trên này tạo nhóm, tạo hội ra rồi bày đàn với nhau. Rồi dài hôm, dài khi rồi bắt đầu nó nó, nó lộn xà ngầu hết. Các bạn thấy mình tin tưởng vào những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam này anh chị các bạn. Tôi nói anh chị bạn, tôi trở về quê hương được nước thật sự ra từ năm 93 là chứ không phải đâu. Từ năm 93 tôi đã bắt đầu là về rồi. Từ khi mà đất nước phát triển đổi mới, từ khi mà đất nước uh, mở cửa và được được gọi là thông thương, được bỏ cấm vận. Tôi rất là mừng lúc đó tôi mừng khủng khiếp luôn. mình tôi nói là mình là sao? mình sắp được về quê hương rồi. Tại vì tôi mong đợi ngày về rất là lâu 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 lâu. Từ khi mà mà ra đi tôi cũng không có ngờ rằng mình ra đi như vậy nữa. Tôi nói anh chị các bạn biết cái sự ra đi của tôi nó rất rất là đặc biệt. Thành ra mình cũng không ngờ nữa khi đến với đến với liên liên quốc tôi lên tôi còn xin trả cho tôi được về đi mà tôi sợ tới nỗi mà đến độ như vậy đó nhưng mà cuối cùng thì bây giờ tôi đã trở về với quê hương thật sự với với cành mai đang nở như thế này nhìn những cành mai đang nở như thế này rất là đẹp anh chị các bạn ha thôi thì lại minh like tới đây chúc anh chị và các bạn một ngày mới ở quê nhà an khang và thịnh vượng luôn luôn cố gắng phấn đấu vượt khó không ngừng và chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần chống phá đất nước và tôi sẽ tìm hiểu về cái cái tên Phạm Văn Bibu này tôi đang vào trong cái trang facebook của Phạm Văn Bibu mà mà tôi xem tôi thấy rất là buồn cười một cái gọi là ngựa non háo đá nó chỉ có vậy thôi cái gì cũng vậy nó từ từ anh chị các bạn nó sẽ bộc lộ ra hết à tại vì cái kinh nghiệm của tôi ở trên không gian mạng này nó tôi đã nhìn thấy hết rồi những cái đứa đó khi mà bị tụi diệt tăng những cái đá tám chống phá đất nước ở hải ngoại đó nó tăng bóc nó tăng lên tới chín tầng mây thì những cái em này nó nghĩ rằng ô oh, nó ghê cớm đó ô oh, nó rất là ghê cớm tiếng nói của nó sẽ là một làm ảnh hưởng làm thay đổi cả một cái cuộc sống và và cái xã hội Việt Nam này nhưng mà đó chỉ là sự ảo tưởng sức mạnh của những kẻ chống phá xuyên tạc đất nước thôi cho nên ngày nào anh em chúng ta còn những cái tiếng nói của mình mình phải góp phần vào bảo vệ cái tổ quốc này anh chị các bạn đẩy lùi những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước thôi lời minh lai like đến đây ờ, xin chào anh chị các bạn nha hẹn gặp sau bye 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 bye, bye.